Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin độc quyền từ thiện đảng muốn quảng cáo niềm tin. Trong khi xã hội dân sự đã và đang nỗ lực quyên góp xuống tận địa bàn gặp thiên tai để ứng cứu người dân trong cơn hoạn nạn với nguồn tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng, một số tiền lớn ngay cả so với quy mô số tiền cứu trợ của chính phủ Việt Nam, thì trên hệ thống truyền thông nhà nước bao gồm TV, đài báo và những thông tin mang ý nghĩa lan tỏa tình nhân ái lại được đăng tải rất ít để lấy chỗ phô bày những hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ hay các hội đoàn khác đều do chính quyền đứng sau. Cũng có nguồn tin cho rằng Ban tuyên giáo đã có chỉ đạo báo chí và truyền thông nhà nước không đưa tin về các cá nhân làm từ thiện trực tiếp và có hiệu quả như ca sĩ Thủy Tiên nữa, hoặc đưa rất ít, rất hạn chế thôi. Vì như thế thì tức là vô tình nói Mặt trận Tổ quốc hay các cơ quan đảng thể tổ chức đã làm mất uy tín của họ và không được người dân tin tưởng nữa. Đây là hình ảnh chụp màn hình một thông báo trên trang Facebook của bà Phạm Hồng Thiện, mẹ của doanh nhân Lê Hoài Anh, về việc hai tài khoản Facebook cá nhân của bà Lê Hoài Anh đã bị đánh sập. Nhà hoạt động dân sự Phạm Thanh Nghiên đã nêu ra hiện tượng này trong bài viết như sau: "Chúng mày không được làm, chỉ mình tao làm thôi." Theo nhà hoạt động này, một mặt đảng khản cổ kêu gọi nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài rút hổ bao, nộp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để đi cứu trợ. Mặt khác, dùng âm mưu để gây khó khăn hoặc ngăn cản hội nhóm cá nhân đi cứu cộng trợ, cho dù các hội nhóm cá nhân này không chờ ai kêu gọi, đã nhanh chóng có mặt và chia sẻ giúp đỡ đồng bào gặp nạn ngay lúc cần thiết nhất. Bà cũng dẫn chứng một trong những màn dạo đầu của trò chơi độc quyền làm từ thiện này là vào ngày 19 tháng 10 vừa qua, hai tài khoản Facebook cá nhân của bà Lê Hoài Anh, một doanh nhân thành đạt và khá nổi tiếng về công tác làm từ thiện, đã bị đánh sập. Trang Facebook cá nhân của bà Lê Hoài Anh có 325.000 người theo dõi. Mỗi dòng trạng thái của bà chia sẻ đều thu hút hàng ngàn lượt like, link, share và bình luận, thuộc hàng khủng trong làng Facebook tại Việt Nam. Ngày hôm 18 tháng 10, nữ doanh nhân này đã thông báo trên trang Facebook cá nhân của mình về những chuyến đi làm từ thiện cứu trợ của bà con đồng bào miền Trung, gồm có áo phao, nước đóng chai, mì tôm và một số vật dụng cần thiết. Bên cạnh đó, bà cũng đưa ra ý kiến chỉ trích mạnh mẽ về nạn chặt phá rừng tại Việt Nam. Bà Nghiên cũng khẳng định ngăn cản hoặc gây khó khăn trong công tác thiện nguyện hoặc nhân danh chính quyền để đòi thu gom, kiểm soát hoặc sở hữu tiền hoặc hàng cứu trợ của người dân dành cho nhau là chuyện thường ngày ở huyện. Đây là hình ảnh chụp công văn hỏa tốc của Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào ngày 14 tháng 10 năm 2020 về việc phối hợp thực hiện việc tiếp nhận, phân phối hàng hóa, cứu trợ, mưa lũ. Bà cũng dẫn chứng câu chuyện mà chính bà đã từng nghe các nạn nhân, nhân chứng kể lại vào năm 2008 trong chuyến đi Thanh Hóa để thăm hỏi và làm phóng sự về sự kiện ngư dân bị Hải quân Trung Quốc giết hại trên vùng biển Việt Nam. Bà đã trích dẫn đoạn nói về sự kiện cứu trợ đồng bào lũ lụt 14 năm về trước vào năm 2006 như sau: đoàn từ thiện Chùa Giác Minh, Tân Vạn, Biên Hòa lặn lội ra tận Thanh Hóa cứu trợ cho người dân sau đợt lũ năm 2006. Các nhà sư đã tận tay trao số tiền cho đồng bào, mỗi suất 200.000 đồng. Nhiều gia đình trong xã được Chùa Giác Minh cứu trợ. Con dâu của ông Nguyễn Văn Hiểm trên đường về nhà đã bị người của chính quyền xã chặn lại, số tiền bị cướp trắng. Chị giải thích rằng đây là tiền của các nhà sư cho chị, không phải tiền chính sách hay của chính quyền. Nói thế nào cũng không được. Và khó khăn nhất là ông Nhiền, khi nhà sư tin tưởng nhờ ông chuyển giúp phần quà cho một số gia đình khác. Ngày tối hôm đó, chính quyền xã đã cử người đến cướp lại toàn bộ số tiền với lý do gom vào một mối để phát cho dễ, cho công bằng. Nhiều người khác cũng bị tương tự, không ai được trả lại xu nào, dù đó là tiền của người dân, giúp người dân khi hoạn nạn. Sau đó, bà đã đưa ra một trong những bằng chứng về chính sách tương tự đang diễn ra hôm nay. Đó là công văn của Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào ngày 14 tháng 10 năm 2020, muốn các nhà hảo tâm tới địa phương phải liên hệ và mang đồ cứu giúp cho người dân tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của huyện và cơ quan này sẽ đi phân phát lại cho người dân. Theo bà Nghiên, qua những điều đó, đảng ta muốn nhắn nhủ đến toàn dân là chúng mày không được làm từ thiện, chỉ mình tao được làm thôi, bà nói như vậy. Đây là hình ảnh lễ phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ nhân dân miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vào chiều ngày 17 tháng 10 năm 2020.
Từ những sự việc nêu trên, bà đã gọi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và nhận định một cách đau đớn rằng thiên tai đương nhiên có, nhưng nhân họa cũng nhiều. Khỏi cần nói thêm, ối người hiểu được, hiểu cả trách nhiệm của nhà nước phải làm những gì cũng không phải bàn ở đây. Vấn đề là khi gặp họa, dân tự cứu dân xem ra cũng nhiều trở ngại và lắm gian truân. Những động thái gần đây của chính quyền Cộng sản ngày càng chứng tỏ những nhận định của bà Nghiên là hoàn toàn có cơ sở. Ông Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng mới đây cũng đã đưa ra phát biểu như sau. Chúng ta phải tìm cách để hàng cứu trợ đến được tất cả người dân đang gặp khó khăn. Tôi yêu cầu các tỉnh giao nhiệm vụ cho các xã bởi họ mới nắm được chi tiết tường tận người dân ở từng thôn, từng xóm. Hàng cứu trợ phải tập trung cho chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc tiếp nhận. Các đoàn thể khác cùng với người dân giám sát phân phối. Nếu không, nhiều đoàn cứu trợ đi rất hình thức, quay phim, chụp ảnh là xong. Còn những người dân thực sự khó khăn, cần sự giúp đỡ thì lại không có hỗ trợ. Phát biểu của vị chính trị gia, đảng viên Đảng Cộng sản này đã khiến dư luận bức xúc. Facebook Trương Sơn đã phản bác như sau. Hàng cứu trợ của nhà nước, nhưng thực ra vẫn lấy từ tiền ngân sách và dân đóng góp, thì các anh chỉ đạo quản lý được. Chứ cái này là tiền đóng góp của những người hảo tâm. Họ trao cho ai, như thế nào là việc của họ. Nếu muốn hiệu quả, chính quyền có thể ngỏ lời giúp, chứ không thể ra lệnh được đâu. Và cũng nên hiểu biết rõ ràng, sòng phẳng thế anh ạ. Cũng có rất nhiều ý kiến, bình luận còn vạch trần luôn hoạt động không hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo hướng dẫn vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó chỉ nêu kết thúc đợt vận động có báo cáo kết quả cho lãnh đạo đơn vị, chứ không nhắc gì đến việc công khai minh bạch cho nhân dân. Đa số ý kiến cho rằng Mặt trận Tổ quốc mà hoạt động hiệu quả đúng như vai trò chức trách đề ra thì dân đâu cần phải gửi tiền cho Thủy Tiên, cho các nhóm thiện nguyện cá nhân hay các chức sắc tôn giáo khác. Facebook Nguyễn Hồng đã viết như sau, chính quyền muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm từ thiện thì tự kêu gọi đảng viên, công nhân viên, nhà nước đóng góp. Còn người dân muốn giúp dân miền Trung thì gửi cho các cá nhân tổ chức mà họ đặt niềm tin. Việc ai nấy làm, đừng có đi cướp công của người khác. Facebook Linh Hoàng Vũ thì nhận định, chắc chắn với số tiền khổng lồ nhận được như thế, công việc quản lý và sử dụng số tiền này như thế nào cho minh bạch là một việc không dễ dàng với Thủy Tiên, cũng như với những cá nhân đứng ra nhận tiền quyên góp khác. Thế nhưng, ít nhất, cô cũng công khai số tiền đã nhận. Trong khi đó, vào trang web của Mặt trận Tổ quốc, cơ quan được coi là đại diện của chính quyền trong công tác từ thiện và cứu trợ thiên tai, thì không thể tìm được thông tin về tổng số tiền quyên góp mà cơ quan này đã nhận cũng như các phương án phân bổ số tiền quyên góp được. Trong thông báo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng chỉ có dòng chữ sau đây, kết thúc đợt vận động có báo cáo kết quả vận động quyên góp và phân bổ hỗ trợ gửi về Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Cứu trợ Trung ương, tức là sẽ chỉ có báo cáo tổng hợp gửi cho lãnh đạo mặt trận, còn không có báo cáo cho người dân và sẽ phải đợi cho tới kết thúc vận động, nghĩa là cả một tháng nữa. Cũng chưa thể nói được số tiền đóng góp cho Mặt trận Tổ quốc thì có bị các quan chức bớt xén đi hay không và có tới được đúng địa chỉ của người nhận hay không. Vì trong việc này, người dân không thể theo dõi mặt trận, cũng không có cơ chế báo cáo rõ ràng và kịp thời cho nhân dân cả nước. Thì riêng sự cồng kềnh của bộ máy cũng làm cho người ta có thể nghi ngờ về hiệu quả công tác cứu trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lắm rồi. Và nhà quan sát Đỗ Ngà thì đã phải dùng những hình ảnh ăn bám để nói về các hội đoàn của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài báo của truyền thông trong nước đưa tin cho biết mỗi năm chi phí xã hội cho các hội đoàn có thể lên tới 68.000 tỷ đồng. Ông nhận định, chính các hội đoàn này là thành phần hút máu nhân dân, góp phần tạo nên tình trạng dân nghèo, không đói nhưng lại thiếu thốn triền miên, và cũng chính vì vậy mà miếng ăn đã chiếm hết cuộc đời của người dân, làm họ không còn tâm sức đi đâu mà nghĩ đến chính trị. Được biết, mỗi năm, những người ăn bám này đã hút hết 68.000 tỷ đồng tiền ngân sách, mà tiền ngân sách từ đâu mà có? Từ thuế của nhân dân. Những hội đoàn này rất phàm ăn. Nếu tiền và tài sản của những nhà từ thiện đóng góp về những hội đoàn này thì chắc chắn phần lớn sẽ vỗ béo cho các nhóm ăn bám, chứ không có những người dân nào gặp họa được hưởng được bao nhiêu cả. Nó tựa như hình thức hiến máu nhân đạo vậy. Họ kêu gọi toàn dân cho máu, nhưng thứ máu cho ấy lại được đem bán lại cho các bệnh viện với giá rất cao.
gần như chẳng có bao nhiêu người được hưởng máu nhân đạo của người cho cả. Thực chất, khi đến với người bệnh, những giọt máu nhân đạo đã biến thành giọt máu cắt cổ. Hiện nay, các hội từ thiện của chính quyền Cộng sản cũng kêu gọi quyên góp không bằng các nhân vật nổi tiếng. Người dân thà đặt lòng tin vào người nổi tiếng hơn là tin vào chính quyền. Vì đơn giản, cá nhân thì còn có người tốt, người xấu, nhưng bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không tìm đâu ra người tốt. Trong cơn lũ dữ, tất nhiên nhiều người dân sẽ nhận được hàng cứu trợ từ phía chính quyền và các đoàn hội của họ ban phát, và thực chất những món quà đó là của đồng bào chứ chẳng phải của Đảng hay nhà nước gì cả. Mỗi người dân cần phải hiểu, khi tiền và hàng hóa qua tay những kẻ ăn bám đó thì nó phải hút trước đã rồi mới tới dân. Đừng cảm ơn Đảng hay Chính phủ vì những món hàng đó, mà hãy cảm ơn tấm lòng bao la của những đồng bào chúng ta biết chung tay chia sẻ cho nhau một miếng khi đói lúc hoạn nạn. Việc cứu trợ là nhiệm vụ của chính quyền, họ ăn thuế của dân thì họ phải có trách nhiệm, chứ chẳng cần phải mang ơn họ. Bà con hãy nhớ điều đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020 với bản tin Độc quyền từ thiện, Đảng muốn quảng cáo niềm tin. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.